Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Global Success và hôm nay tiếp tục giải đề cương ôn thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 với cái phần đọc, điền vào chỗ trống. Ok, chúng ta có từ about này, children là trẻ em, in ở trong, program là chương trình, channel là kênh. There are many TV channel, có rất nhiều chương hình truyền hình, có rất nhiều kênh truyền hình dành cho trẻ em. Thì cái câu số 1 này chúng ta sẽ điền từ children vào. There are many TV channel for children that offer interesting program for entertainment and learning, mà cung cấp những chương trình thú vị dành cho việc giải trí và học hành. Khi mà xem cái chương trình gì thì trẻ em có thể đi tới những vùng đất rất là xa. Ở đây sẽ là When watching the program thì ở đây phải là program. Khi mà xem các chương trình này, program này, thì trẻ em có thể visit faraway lands, meeting interesting people, learn about the world around them, học về thế giới xung quanh họ. Ở đây sẽ là learn about, laugh with the comedian and be entertained by the funny and colorful cartoon. Và cười với những cái phim hài, những người đóng phim hài, và được giải trí bởi những phim hoạt hình đầy màu sắc và vui nhộn. Children can also take part. Take part nó phải đi với in thành một cụm từ là take part, in là tham gia. Children can also take part in a TV competition or become a guest at the studio of a program. Tức là trẻ em có thể tham gia một cái chương trình thi đấu trên truyền hình hoặc là trở thành khách mời của một cái chương trình ở trên studio nào đó. Ok. Vậy number 1 children, number 2 program, number 3 about and number 4 in. Sang bài số 6 là mã choose the best phrase for each part to complete the passes. 1 point. I would like to live in one of the most là một trong những ngôi nhà hiện đại nhất trên thế giới. Tôi muốn sống trong một tôi muốn sống ở một ngôi nhà, một trong những ngôi nhà hiện đại nhất trên thế giới. Đây là so sánh nhất, các bạn phải xài most, the most. Ok, the most. It will reduce all the energy it needs from the solar energy. Năng lượng mặt trời là chúng ta sẽ có từ solar nha, solar energy. Nó sẽ giảm thiểu tất cả những nguồn năng lượng nó cần từ năng lượng mặt trời. The wind energy, năng lượng gió, but not from gas or oil, nhưng không phải từ khí ga hoặc là dầu mỏ. There will be modern electronic thiết bị, đúng không? Thiết bị chúng ta có này, nó ở đó sẽ có những cái thiết bị hiện đại, appliance in the kitchen, such as a smart refrigerator, một cái tủ lạnh thông minh, a dishwasher, một cái máy rửa chén, a microwave oven, một cái lò vi sóng, and so on là vân vân đó. The house will also have a high-tech TV, ngôi nhà sẽ có cái TV công nghệ cao, that help us to watch TV program from space, để xem những cái chương trình truyền hình ngoài không gian. A home robot will be able to do all of house work. Một con robot làm việc nhà sẽ có thể làm tất cả các công việc nhà. So our life will become more comfortable than ever before. Nha. Vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên là dễ dàng hơn, thoải mái hơn trước đây. Ever before. Number 1, most. Number 2, stroller. Number 3, appliances, and number 4 before. Okay, the next exercise. Read the passage and then choose the correct answer. Tokyo is the capital of Japan. In Tokyo, there are always too many people in the place where you want to come. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Ở Tokyo thì có luôn luôn có rất là nhiều người ở những cái nơi mà bạn muốn đến. People are very polite, even when they often spend a long time on traffic jam. Mọi người luôn lịch sự, thậm chí là khi mà tắc đường, họ đang dành thời gian dài để mà trải qua cái vụ mà kẹt xe. Tokyo is different from London when you want to walk to a place. Tokyo thì rất là khác với London khi bạn muốn đi bộ tới một nơi nào đó. During the days, most people travel to work by train. Hầu trong suốt ngày thì mọi người đi lại đi làm bằng tàu hỏa.
Tokyo people buy 6 million train tickets every day. Người Tokyo thì mua 6 triệu vé tàu hỏa mỗi ngày. Although they are usually crowded, Japanese trains are very good. Mặc dù luôn luôn đông đúc nhưng mà những cái tàu hỏa ở Nhật Bản thì rất là tốt. They always leave and arrive on time. Họ chúng luôn đến và đi đúng giờ. On a London train, everybody in a seat seem to be asleep, whether the journey is long or short. Ở những cái tàu hỏa ở London thì mọi người sẽ ngồi trong một cái ghế và dường như rất là buồn ngủ, mà mặc dù cái chuyến đi dài hay ngắn. The worst time to be in the streets at night is about 11:30. Cái thời gian mà đi ở trên đường á, ở trên đường và ban đêm là thời gian mà tệ nhất ở trên đường và ban đêm, đó là khoảng 11:30 khi mà night club are closing and everybody want to go home, khi mà các câu lạc bộ đêm đóng cửa và mọi người về nhà. Number one, Tokyo is different from London because Tokyo khác với London bởi vì câu 1, nó có nhân số đông hơn. Câu số 2, nó là một thành phố ồn ào. Câu số 3, nó khó hơn để mà đi bộ tới một nơi nào đó. Câu D, mọi người luôn thân thiện và lịch sự hơn. Thì chúng ta có nghĩ là khó đi lại tới một nơi nào đó đi bộ, nó có trên đây. Đây. Tokyo is different from London when you want to work to a place. Câu số 2, khi mà tác giả nghĩ cái thời gian mà tệ nhất để đi ở trên đường là thời gian nào, đó là 11:30 tối này. Ở đây không có, 11:30 sáng không phải là câu trả lời. Câu A, khi mà câu lạc bộ đêm đang đóng cửa đây. Câu số 4, khi mà tác giả nghĩ cái gì về tàu hỏa ở Nhật Bản? Câu A, chúng nice and comfortable, nhà chúng không có đủ tàu hỏa. Chúng thường chạy trễ, chúng rời đi và đến đúng giờ. Chúng ta chọn câu D. Sang câu số 5, câu số 4, ở London, ở tàu hỏa London thì mọi người anh thì ngồi ở trong ghế ngồi như thế nào? Câu A, đọc báo. Câu B, nhìn buồn ngủ. Câu C, nói chuyện với người khác. Câu D, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng ta chọn câu B, nhìn buồn ngủ, bởi vì đây nó có cái khúc này, đó là đây. Everybody in a seat seem to be asleep. Ok, câu số 5. Câu số 5 đó là câu nào không có đúng theo bài đọc này. Câu A, hầu hết mọi người ở Tokyo thì đi bằng tàu hỏa. Đúng nè, nó thì rất là khác để mà đi vòng. It's very difficult to go around in Tokyo. Thật là khó khăn để mà đi vòng quanh Tokyo. Câu C, khi mà người Nhật Bản kẹt xe thì họ không có lịch sự, là sai. Ok, câu C sai.